Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức cập nhật mới nhất về tình hình xung đột Nga-Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. 8 lưu đoàn chọc thủng yếu huyệt Rabutino đánh thẳng tới biển Azov. 8 lưu đoàn bộ binh cơ giới của Ukraine định xuyên thủng hệ thống phòng thủ Nga tại Rabutino đánh xuống Melitopol, nối thông đường ra biển Azov. Đầu tuần này, các quan chức Kiev tuyên bố lực lượng vũ trang Ukraine AFU đã chiếm được hai địa điểm chiến lược là làng Rabotino ở vùng orikhiv. Zabrychia và làng tại Donetsk, Donbass. Từ hai vị trí này, các lữ đoàn Ukraine đang dồn lực chuẩn bị đánh xuống miền Nam, mũi tấn công ở Rabotino hướng tới thành phố Militopol và mũi tấn công ở Uroshnedoye hướng tới thành phố cảng Maripol bên bờ biển Azov, hai thành phố quan trọng trong chiến dịch phản công tại phía Nam. Nếu giành được hai thành phố này, Ukraine sẽ mở đường ra biển Azov, cắt đứt hành lang trên bộ của Nga tới bán đảo Crimea. Theo giới chuyên gia quân sự, trên hướng Zabrychia, Bộ chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine đã huy động một lực lượng khổng lồ đánh vào Rabotino, vùng Orykhov, tạo đột phá mà họ cho là yếu nhất trong hệ thống phòng ngự của Nga. Theo đó, Ukraine đã huy động hàng trăm phương tiện cơ giới và ít nhất 7 lữ đoàn đổ bộ đường không và bộ binh cơ giới kiểu phương Tây, cùng với một số đơn vị độc lập nhỏ hơn, cấp trung đoàn, tiểu đoàn tới khu vực Orykhov để cố gắng chọc thủng tuyến phòng ngự của quân đoàn 58 Nga. Các đơn vị và đội hình lực lượng vũ trang Ukraine đã được xác nhận triển khai ở đó, bao gồm 3 lữ đoàn dù số 3 số 14, số 46, 4 lữ đoàn cơ giới số 47, 65, 116 và 118 của lực lượng vũ trang Ukraine AFU. Ngoài ra, còn có đơn vị của lực lượng vệ binh quốc gia NGU thuộc Bộ Nội vụ Nga, Trung đoàn dù 78 của lực lượng vũ trang Ukraine và tiểu đoàn xung kích tình nguyện ROK và một số đơn vị khác. Ngoài ra, Ukraine cũng mới tung lữ đoàn đổ bộ đường 082, 82, lữ đoàn dự bị chiến lược cuối cùng để tăng cường cho mặt trận này, nâng số lữ đoàn tham chiến lên con số 8. Như vậy trong một không gian rất hẹp, có diện tích rất nhỏ, chỉ khoảng 160 km vuông với bình diện chiến trường 8 km và sâu 20 km, lực lượng vũ trang Ukraina đã tập trung một nắm đấm xung kích với số lượng ít nhất là 30.000 binh sĩ, thậm chí một số nguồn tin nói là hơn 60.000 quân. Với sự tập trung binh lực tối đa này, lực lượng vũ trang Ukraina sẽ cố gắng xuyên thủng phòng thủ của Nga, tạo bước tiến đột phá tại mặt trận Zaporizhia và cuối cùng là cắt đứt hành lang trên bộ từ lãnh thổ Nga qua Donbass, Zaporizhia, Kherson tới bán đảo Crimea. Trước tình hình khẩn cấp, Bộ Tham mưu lực lượng Nga tại Ukraine cũng tung sư đoàn cận vệ xung kích đường không số 76, đơn vị tinh nhuệ nhất và cũng là lực lượng dự bị trong mặt trận phía Nam, đến tỉnh Zaporizhia để ngăn chặn đà phản công của Ukraine ở khu vực này. Giới chuyên gia quân sự cho rằng, trong cuộc chiến rằng con này, lực lượng dự bị chiến lược sẽ đóng vai trò quyết định tới khả năng chiến thắng. Việc tung sư đoàn 76 vào tham chiến sẽ giúp Moscow củng cố thế trận phòng thủ tại miền Nam Ukraine nhằm ngăn chặn đà tiến của Ukraine tới biển Azov. Trong khi Kiev đã hết lực lượng dự bị, đã huy động toàn bộ các lực lượng bộ binh cơ giới mới thành lập, được phương Tây huấn luyện và cung cấp trang bị. Ukraine bác bỏ đàm phán hòa bình với Nga. Đàm phán với Nga là điều hoàn toàn không thể xảy ra cho tới khi tình hình chiến trường thay đổi. Ông Mikhail Polyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay, trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ Corriere della Sera của Italy ngày 30 tháng 8, ông Polyak cho rằng Moscow tiếp tục tự lừa dối mình rằng nước này có thể giữ được các vùng lãnh thổ đã giành được từ Kiev. Theo ông, phía Nga phải chịu tổn thất đáng kể trên tiền tuyến để có đánh giá thực tế hơn về tình hình và sau đó các cuộc đàm phán hòa bình mới bắt đầu. Tuy nhiên, cuộc phản công của Ukraine hồi tháng 6 với mục tiêu cắt đứt hành lang trên đất liền của Nga tới bán đảo Crimea đã không thể gây ra thất bại chiến thuật đáng kể cho Moscow. Theo ước tính của Nga, tổn thất của Kiev vào đầu tháng 8 đã lên tới hơn 43.000 quân và gần 5.000 khí tài hạng nặng. Phía Ukraine chưa bình luận về những con số này. Cho tới nay, các lực lượng của Kiev chỉ giành được một số ngôi làng không nằm trên phòng tuyến chính của Nga. Khi được hỏi liệu có sẵn sàng thảo luận về tình trạng của Crimea hay không, ông Poliak đã nhắc lại các tuyên bố trước đó của ông Zelensky rằng các quan chức Nga phải lựa chọn giữa việc mất tất cả hoặc từ bỏ Crimea. Điều này chỉ có thể đạt được khi các lực lượng của Crimea đến được biên giới của bán đảo này và phá hủy các khí tài mà Moscow đã sử dụng để kiểm soát nó, cố vấn Tổng thống Ukraine giải thích. Mặc dù bác bỏ bất kỳ cuộc đàm phán nào với Moscow nhưng ông Polyak khẳng định Tổng thống Putin coi sự sẵn sàng đối thoại của chúng tôi là điểm yếu sẽ được khai thác cho lợi thế của ông ấy. Nga đã tuyên bố trong nhiều tháng qua rằng nước này sẵn sàng tìm kiếm tiến trình ngoại giao cho hòa bình Ukraine. Tuy nhiên, Moscow cũng chỉ ra rằng việc Kiev và phương Tây thiếu mong muốn tham gia vào tiến trình ngoại giao khí nước này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục hành động để đạt được mục tiêu ở Ukraine trên chiến trường. Ukraine trước mai trận phòng tuyến mới sau khi chọc thủng lớp đầu tiên của Nga. Sau khi vượt qua phòng tuyến đầu tiên được cho là lớp mạnh nhất của Nga, Ukraine đối mặt với ma trận phòng tuyến phức tạp mới, đồng thời phải tính toán thận trọng cho mục tiêu tấn công tiếp theo. Ma trận phòng tuyến tiếp theo Ukraine phải đối mặt. Các lực lượng của Ukraine tiến công ở mặt trận phía Nam và phía Đông trong tuần thứ 79 của cuộc xung đột với Nga đã đến vị trí mà các chuyên gia cho là phía sau lớp phòng tuyến đầu tiên của Nga. Tuy nhiên, họ cũng phải đối mặt với cuộc tiến công của Nga ở phía Đông Bắc, tạo nên tình thế tiến thoái lưỡng nan về nơi triển khai lực lượng. Lực lượng Ukraine tiến về phía thành phố Militopol do Nga kiểm soát, xác nhận họ đã giành lại Rabotino, một thành trì quan trọng của Nga ở phía tây Zabitia. Người phát ngôn lực lượng phía nam của Ukraine, Oleksandr Stupun, cho biết ngày 28 tháng 8 rằng quân đội Ukraine đang bận rộn gỡ mìn trong khu vực, đảm bảo các vị trí của mình và giành thêm lãnh thổ tại phía đông nam. Rabotino có vai trò quan trọng bởi nó nằm trên T0408, Tuyến cao tốc được sử dụng để tái cung cấp cho các đơn vị đồn trú của Nga tại Tokmak, một thành phố quan trọng khác nằm cách đó 20 km về phía nam. Ông Stupun tin rằng Nga sẽ cố gắng giành lại Rabutino do lo ngại cuộc tiến công nhanh chóng của Ukraine theo hướng Tokmak. Một số video được công bố ngày 27 tháng 8 cho thấy các binh sĩ của Sư đoàn 76 của Nga đang tăng cường các vị trí trong khu vực. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia thông báo ngày 28 tháng 8 rằng các lực lượng của nước này đang tiến công vào Novo Prokofika, thị trấn tiếp theo trên trục đường T0408, nằm cách Rabotino 4 km về phía nam. Một số phóng viên quân sự của Nga lo ngại về cuộc tiến công của Ukraine về phía vét Bove, nằm cách Rabotino 8 km về phía đông. Một phóng viên quân sự Nga đã gọi tình huống này là rất nguy hiểm. Một phóng viên khác của Nga thì cho biết các lực lượng của Ukraine đang tấn công các phòng tuyến phía sau của Nga và nhận định họ có lẽ gần xuyên thủng vành đai phòng thủ đầu tiên của Moscow. Một loạt vị trí phòng thủ mà lực lượng của Ukraine đang tiến công hiện nay bao gồm các bãi mìn dày đặc và các công sự mà Nga tập trung đáng kể sức lực, vật lực và nỗ lực để kiểm soát. Viện nghiên cứu ISW có trụ sở tại Washington cho hay. Theo Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley, Ukraine sẽ tiến công qua các chiến hào chống tăng, tuyến phòng thủ răng rồng, các chứa ngại vật và bãi mìn. Ông cho biết Ukraine đang chiến đấu để vượt qua ma trận phòng tuyến phức tạp. Tuy nhiên, theo ISW, hiện vẫn chưa rõ mật độ các bãi mìn này nhưng chúng có lẽ thưa hơn các bãi mìn Ukraina từng vượt qua để các lực lượng của Nga ở phía Bắc có vị trí rút quân. Một chỉ huy Ukraina dẫn đầu đội quân tiến vào Rabotino đánh giá với Reuters rằng cuộc phản công đã xuyên qua những phòng tuyến vững chắc của Nga và từ nay sẽ tiến công nhanh hơn. Chúng tôi đã xuyên qua các con đường chính bị cài mìn. Chúng tôi đang tới các phòng tuyến mà chúng tôi có thể tiến lên phía trước. Tôi chắc chắn từ đây chúng tôi có thể tiến công nhanh hơn, chỉ huy với tên gọi là Scala này cho hay. Ông Mele cũng nhất trí với điều đó khi cho rằng Ukraine đã vượt qua phòng tuyến chính đầu tiên của Nga. Ngày 27 tháng 8, ông Supun cho biết một mũi nhọn phản công của Kiev đang tiến về phía Bryansk đã đạt được thành quả gần Staromayoske, thị trấn Ukraine giành lại vào ngày 27 tháng 7. Chỉ huy tiểu đoàn vốt sốc của Nga, ông Alexander Kodakovsky cho biết khu vực này đã bị thiếu lực lượng. Khi không có đủ nguồn lực, chúng tôi phải căng mình suốt một vòng cung dài, trải qua những khó khăn và phải di chuyển lực lượng dự trữ theo một vòng tròn lớn, chỉ huy của Nga viết trên Telegram. Các lực lượng của Ukraine cũng đang tiến công theo phía đông. Bà Malia cho biết Kiev đã đẩy Nga khỏi Kritschivka khi tấn công thọc sườn vào thành phố Bakhmut ở phía nam. Quân đội Ukraine đã giành lại được tổng cộng 44 km vuông, nhiều hơn 1 km so với tuần trước đó, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine thông báo. Nga đã phản ứng trước các cuộc tiến công của Ukraine tại phía nam và phía đông bằng cách tiến hành một cuộc tấn công mới ở Đông Bắc theo hướng thành phố Kubiansk. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Redikov thừa nhận các lực lượng Nga dường như đang đạt được một vài tiến triển ở đây, nhưng Ukraine sẽ không bị chệch hướng khỏi kế hoạch phản công. Đó là động thái có tính toán của đối phương nhằm làm chệch hướng sự chú ý của chúng tôi bằng cách tấn công vào đây. Theo đó chúng tôi sẽ rút các đơn vị từ phía nam và phía đông. Tuy nhiên, tướng Sisky, chỉ huy quân đội tại Kostitsia đang đồng thời củng cố phòng thủ trên tiền tuyến và phản công theo hướng Bakhmut, Bộ trưởng Quốc phòng Renikov nói. Ông Renikov cũng cho biết động thái của Nga khá rủi ro, bởi nếu Ukraine tiến công vào Bakhmut, họ sẽ bị mắc kẹt tại đây. Tuy nhiên, ông thì cho rằng các lực lượng của Ukraine đang bị phân chia giữa phòng thủ và phản công, đồng thời thiếu lực lượng để thực hiện thành công các cuộc tiến công. Điều này đã giải thích lý do vì sao nhịp độ chiến dịch của họ diễn ra chậm chạp. Cả Nga và Ukraine đều tiếp tục tấn công khí tài và tuyến hậu cần của Nga, sử dụng UAV và tên lửa. Một cuộc tấn công UAV bầy đàn đang nhắm vào hạm đội biển đen của Nga gần Perevanye trên bán đảo Crimea. Người phát ngôn tình báo quân sự của Ukraine Andriy Yusov cho hay. Bộ Quốc phòng Nga từ cho biết các lực lượng của nước này đã bắn hạ tổng cộng 42 UAV. Ukraine được cho là từng tấn công UAV vào phía sau phòng tuyến của Nga, nhưng cuộc tấn công bầy đàn với 42 UAV có lẽ là nỗ lực quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Thiếu tướng quân đội Australia đã nghỉ hưu Mark Ryan gọi cuộc tấn công trên là sự biểu hiện cho tới mức độ tinh vi cũng như khả năng của Ukraine cho việc tiến hành các chiến dịch phản công, đồng thời đánh giá Ukraine đang không chỉ tấn công với danh sách mục tiêu mở rộng mà tầm bắn cũng xa hơn. EU kêu gọi đặt mua thêm đạn để cấp cho Ukraine. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu EU mới đây đã kêu gọi các nước thành viên đặt mua thêm đạn để cung cấp cho Ukraine. Các số liệu cho thấy khối này còn lâu mới đạt được mục tiêu nêu ra từ hồi tháng 3 là cung cấp cho Kiev 1 triệu quả đạn pháo trong vòng 12 tháng. Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại, ông Joseph Borrell phát biểu trong tuyên bố đưa ra hôm 29 tháng 8. Ông Borrell cho biết các thỏa thuận tổng quát được gọi là hợp đồng khung đã được ký kết với các công ty khí tải để cho phép các nước thành viên EU đặt hàng chung cho đạn pháo 155 ly loại khí tài rất cần thiết cho Ukraine -na hiện nay. Bây giờ, các quốc gia phải thông qua các quy định cụ thể trong khuôn khổ thỏa thuận khung này với ngành. Ông Borrell nói với các phóng viên sau cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng EU tại thành phố Toledo của Tây Ban Nha. Trong một bước đi mang tính bước ngoặt hồi tháng 3, các nước EU nhất trí về kế hoạch trị giá khoảng 2 tỷ euro, tức 2,18 tỷ đô, để cung cấp 1 triệu quả đạn pháo hoặc tên lửa cho Ukraine trong vòng 12 tháng. Yếu tố đầu tiên liên quan tới việc các nước huy động từ nguồn dự trữ của mình hoặc mua từ nơi khác. Ông Bardo cho biết nỗ lực này đã giúp họ có được khoảng 224.000 viên đạn và 2.300 tên lửa, trị giá tổng cộng khoảng 1,1 tỷ euro. Điều đó có nghĩa là EU thậm chí còn chưa đạt được một phần tư mục tiêu hơn 5 tháng sau khi sáng kiến này được đưa ra. Phần còn lại là thuộc yếu tố thứ hai của kế hoạch, một kế hoạch mua sắm chung nhằm khuyến khích các nước thành viên EU đặt hàng cho Ukraine và bổ sung nguồn dự trữ của chính họ, vốn đã cạn kiệt nghiêm trọng do viện trợ cho Ukraine. Nhưng cho tới nay, vẫn chưa có lệnh nào được công bố theo kế hoạch này. Một số thành viên EU đang kêu gọi xem xét các lựa chọn khác. Chúng ta phải tự hỏi mình, liệu chúng ta có thể làm được nhiều hơn nữa hay không? Và câu trả lời của tôi ở đây, rõ ràng là có, chúng ta có thể. Bộ trưởng Quốc phòng Estonia, Hanno Pepkua, nói với các phóng viên tại cuộc họp tại Toledo. Bộ trưởng Pepkua cho rằng, EU cần xem xét lại chiến lược huy động kho dự trữ của các thành viên, mua từ các nước ngoài EU và chấp nhận đề xuất từ Slovakia để tân trang lại các kho đạn cũ. Xung đột tại Ukraine đã chuyển thành một cuộc chiến tiêu hao dữ dội khi cả hai bên bắn hàng nghìn quả đạn pháo mỗi ngày, khiến cho những loại đạn như vậy trở thành yếu tố then chốt trên chiến trường và phương Tây rơi vào tình trạng thiếu nguồn cung. Bộ trưởng Pepko nói rằng lực lượng Ukraine đôi khi bắn 6.000 tới 7.000 quả đạn mỗi ngày, nhưng Nga bắn nhiều gấp 10 lần. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Martin Slenka cho biết một công ty của nước này đã tiến hành tân trang các loại đạn pháo vốn bị coi là quá cũ và kế hoạch như vậy có thể được mở rộng sang các công ty và quốc gia khác. Chúng tôi có một công ty nhỏ, chúng tôi có thể tần trang lại 12.000 viên đạn trong một tháng. Có số này có thể được tăng thêm khi có sự tham gia của các công ty khác, ông nói. Thưa quý vị, quân đội Nga vốn đã vô cùng nổi tiếng với khả năng thích ứng cực nhanh ở các trận chiến và xung đột với Ukraine không phải là ngoại lệ. Điển hình nhất là việc Moscow đã biết cách để tối ưu hóa kho vũ khí tồn tại từ thời Liên Xô trở thành các đòn hiểm vừa rẻ vừa mang tính chất sát thương hiệu quả với quân đội Kiev. khi bắt đầu phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, không quân Nga đã triển khai rất nhiều máy bay chiến đấu hiện đại mang theo những quả bom cũ, không có dẫn đường, bay qua hệ thống phòng không Ukraine để tấn công mục tiêu trực diện, nhưng các đánh này không mang lại hiệu quả cao. Sau đó, Nga đã thay đổi chiến thuật. Đến đầu tháng 3 năm 2023, máy bay chiến đấu của Nga lần đầu tiên sử dụng bom lượn dẫn đường chính xác. Trong gần 6 tháng sau, những quả bom UPAB-1500 và FAB-500 có từ thời Liên Xô được tích hợp hệ thống rất đường bằng vệ tinh đơn giản. Chúng được trang bị thêm một đôi cánh mà Ukraine gọi là KAB hay CAP đã tạo ra cơn ác mộng đối với các lực lượng Kiev. Bình sĩ Ukraine Alexander Solonko cho biết rằng CAP là một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của quân đội Kiev. Nga đã sử dụng rộng rãi loại bom này, rất khó để đánh giá độ chính xác của chúng, nhưng anh này không thể phủ nhận chúng rất lợi hại. Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, lực lượng phòng không của Ukraine sở hữu hàng chục hệ thống tên lửa tầm xa S-300 hệ thống phòng không tầm trung cúp hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm vừa s 125 bệ phóng tên lửa di động Buk cùng hàng trăm tổ hợp tên lửa vác vai tầm ngắn đã đẩy lùi các cuộc tấn công bằng máy bay chiến đấu của nga ngăn chặn moscow giành quyền kiểm soát không phận nhưng chương trình chế tạo bom lượn upab và fab của nga đã làm thay đổi ưu thế trên không ngày 4 tháng 3 năm 2023 máy bay chiến đấu của nga đã thả bom lượn vào một mục tiêu ở vùng chernihiv và thành công tiêu diệt cứ điểm này Mick Ryan, cựu tướng quân đội Australia, sau khi quan sát vụ việc đã phải thừa nhận về sự thích nghi tình hình quá nhanh của quân đội Nga. Chernihiv nằm cách biên giới Nga hơn 40 km về phía nam để tới được mục tiêu. Một quả bom dẫn đường UPAB-1500 nặng 1,5 tấn cần phải bay hơn 40 km hoặc xa hơn nếu nó được thả ở độ cao 12.000 m. Chính vì vậy, theo giới phân tích thì các loại bom lượn có cánh của Nga như UPAB và FAB có tính năng gần giống như bom lượn JDAM mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine Chúng tiếp cận tọa độ mục tiêu từ hệ thống định vị vệ tinh GLONASS. Tuy vậy, vẫn còn nhiều hoài nghi về độ chính xác của loại vũ khí này, đặc biệt khi chúng chứa khối lượng chất nổ lớn, nặng gần 1 tấn. Một trong những ưu điểm của bom lượn do Nga chế tạo là giá thành rẻ, vào khoảng vài chục nghìn đô la Mỹ mỗi quả. Do Nga có số lượng lớn loại bom này trong kho dự trữ, nên máy bay chiến đấu của họ có thể tấn công liên tục các mục tiêu bên ngoài phạm vi hoạt động của hệ thống phòng không Ukraine. Binh sĩ Ukraine giải thích rằng Nga đã cố gắng nhắm mục tiêu vào trung tâm chỉ huy và hậu cần Ngoài ra, với sự hỗ trợ của các máy bay không người lái UAV, các phi đội máy bay ném bom chiến đấu của Nga cũng có thể tấn công mục tiêu trên tiền tuyến. Đôi khi, Nga kết hợp sử dụng bom lượn với máy bay không người lái Lancet mang theo chất nổ. Cũng theo chia sẻ từ binh sĩ Ukraine, hệ thống trinh sát trên không của Nga gồm Orlan, Zala và Supercam hoạt động rất hiệu quả và gây ra nhiều vấn đề cho Ukraine. Chúng giúp Nga xác định mục tiêu, sau đó họ sẽ phóng bầy đàn UAV Lancet kết hợp với tên lửa CAP họ thừa nhận rằng nhiều khu vực cứ điểm trên tiền tuyến của quân đội kiev đã bị san thành bình địa sau những đòn đánh tên lửa tập kích và uav cảm tử của quân đội nga khi không thể xác định chính xác vị trí cụ thể của mục tiêu nga sẽ thả bom lượn vào những con đường mà quân đội ukraine di chuyển ra tiền tuyến binh sĩ ukraine cho biết lợi thế trên không của nga vượt trội hơn rất nhiều so với ukraine nga có nhiều máy bay chiến đấu tốt hơn và các phi đội uav cỡ nhỏ của họ ngày càng phát triển điều này đồng nghĩa với việc các vị trí của ukraine sẽ bị giám sát liên tục Nga cũng đồng thời theo dõi chặt chẽ tất cả mọi động thái của quân đội Ukraine dù ở bất cứ địa điểm nào như trên thảo nguyên, cánh đồng hay hàng cây hoặc bất cứ ở nơi đâu như làng mạc hay sông suối. Hoạt động của các nhóm tấn công bọc thép, đơn vị sơ tán, đơn vị trinh sát hay bộ binh đều dễ lộ diện trước các UAV trinh sát của Nga. Giới quan sát cho rằng mối đe dọa ngày càng gia tăng từ bom lượn của Nga có thể là một trong những lý do khiến cuộc phản công của Ukraine diễn ra chậm chạp. Trong hơn 10 tuần chiến đấu cam go, quân đội Ukraine tiến được chưa đầy 16 km dọc theo ba trục chính ở phía Nam và phía Đông.